Chào các bạn, bài số 60 chúng ta sẽ nói về các vấn đề kỹ thuật tăng cường tối ưu SEO cho website của bạn. Chúng ta có 10 nguyên tắc để tối ưu SEO cho website. Tất cả các trang web chúng ta đều được thiết kế để tối ưu về HTML. Đầu tiên, tức là phải tối ưu về HTML, tối ưu từ cái khi chúng ta làm mockup, các đề heading, lead. Ở trong một website mà tối ưu thì các bạn nhìn thấy là có thể là cái website hiện tại của mình nó có thể là HTML thì chưa chưa tối ưu bởi vì mình không thiết kế, nhưng các bạn nếu cần tối ưu các bạn cũng sẽ phải có những cái kiến thức nhất định về tối ưu hóa cho website. Thì để tối ưu hóa thì các bạn hạn chế sử dụng các cái thẻ lồng nhau quá nhiều, bởi vì các spider nó khi mà nó sẽ vào một trang web thì cái đầu tiên nó sẽ phải nó nhìn được cái như chúng ta đang nhìn đây. Cái cấu trúc HTML rất là quan trọng bởi vì nó giúp cho cái spider nó nhận dạng được cái nội dung. Thứ nhất, nếu mà có nhiều cái tầng lớp lồng nhau hay là table lồng nhau thì nó khó nhận biết. Ở trong HTML5 thì chúng ta có các cái thẻ để định dạng các cái vùng như là phần header. Ở đây nó có một cái thẻ mà chúng ta vừa nhìn article ở đây, có các cái thẻ để định danh cho nó biết là mỗi một cái này là một bài, và cái thẻ footer có rất nhiều các cái thẻ mà bên trong HTML5 chúng ta có được hỗ trợ. Ở đây thì họ không dùng, nhưng mà tối thiểu mỗi một trang này chúng ta đều phải có một thẻ H1, ví dụ như là trong phần nội dung này, để chúng ta sẽ phải có một thẻ H1 để nó nhận dạng được cái tiêu đề của cái website. Thì trong cái phần ví dụ ở đây có phần category, ở đây product này, category chúng ta có phần liên quan đến cái grid, lặp qua grid đối với nếu trong trường hợp cái content này mà nó không có dữ liệu thì chúng ta sẽ trả về một cái là không có bản ghi nào được tìm thấy. Thì ở đây chúng ta có thể thêm một cái dòng, cái dòng này thì chúng ta có thể để bên trên cái này, có nghĩa là khi mà mỗi lần mà cái này nó không có bản ghi thì nó sẽ giúp cho vẫn nhìn thấy được cái tiêu đề của dòng đây, H4, tức là mình có thể H và tốt nhất là nên H1 vì mỗi một trang này chúng ta cần có một cái thẻ H1 đó. Rồi cái các này thì chúng ta nên sử dụng mỗi cái tiêu đề của các cái mục ở trong phần thứ hai này, chúng ta sẽ nên để các cái thẻ H2, H3, H2, H1 sẽ có H2, H3 cũng được, tức là nó cả có các cái heading, thẻ heading để nó đánh giá được cái đèn H5, các cái thẻ H để chúng ta đánh giá được các đầu mục của các cái nội dung website. Thì đó là cái phần tối ưu với HTML. Đặc biệt là toàn bộ CSS chúng ta không được viết ở trong, mà chúng ta chỉ viết qua class, chúng ta không được viết inline. Những inline thì nó sẽ làm cho nội dung HTML của chúng ta tối rối, vừa khó bảo trì lại khó cho việc SEO. Đó chính là phần tối ưu với HTML. Ngoài ra thì cái nội dung của chúng ta càng được để lên trên thì càng tốt. Ở đây chúng ta có thể nên nhúng toàn bộ cái JavaScript xuống dưới cùng, chỉ CSS thì nhúng lên đầu, và trên đầu nội dung của chúng ta thiết kế làm sao để các cái nội dung của chúng ta nên để trên càng đầu càng tốt thì chúng ta sẽ có sự đánh giá tốt hơn. Tiếp theo, mỗi trang có phải có tiêu đề riêng. Ở đây chúng ta nhìn thấy là trang của chúng ta nó vẫn từ đầu đến cuối nó vẫn là một cái tiêu đề mặc định này, như vậy thì khi mà search ra Google nó sẽ không được index chính xác cái tiêu đề của trang, mà tiêu đề cái Google nó vào các trang khác nhau nó thấy là đúng một tiêu đề thì nó dính cái lỗi là duplicate tiêu đề, như vậy thì nó không tốt cho việc SEO. Chúng ta phải thay đổi cái view. Ở đây mỗi một trang chúng ta đều có một cái view back, chúng ta có thể set 3 tham số,
View, Meta Keyword và Meta Description. Cái tiêu đề của chúng ta đây có thể lấy từ cái modal chấm. Chúng ta lấy từ cái category. Ở đây chúng ta sẽ có copy cái category lên đầu và tiêu đề của nó sẽ là category chấm name, sẽ là tiêu đề của trang. Cái meta description đây chính là cái tác dụng của meta keyword và meta description khi mà các bạn thiết kế database. Bạn gán vào ba tham số này, nên có trong một trang đều phải có ba tham số này. Cái trang này, mỗi một trang con này thì nó đều được kế thừa từ cái trang layout. Trên trang layout sẽ là một trang hiển thị, nó sẽ hiển thị ở cái phần tiêu đề của thẻ hit đây. Và chúng ta gán thì vào mỗi trang con là sẽ gán một tiêu đề khác nhau, ở bên ngoài là sẽ đón lấy cái tiêu đề này. Và chỗ này cũng có một cái vấn đề là khi chúng ta có page index bằng cái modal chấm page, vậy ở đây chúng ta biết là trang 1 thì chúng ta để nguyên, nhưng khi bấm vào trang 2 thì chúng ta không được để cái tên nó trùng như vậy, mà chúng ta phải là nếu mà bằng bằng 1 thì chỉ có tên thôi, chứ còn nếu mà khác 1 thì chúng ta sẽ phải category chấm name, tức là cộng với cái trang cộng cái page index vào đây đó. Tức là khi mà trang 2 thì chúng ta sẽ phải có một cái hậu tố là trang 2, như vậy thì nó mới đảm bảo cho cái việc là chúng ta không bị duplicate tiêu đề giữa các trang. Page index bằng 1 này đó, ở đây chúng ta có meta keyword và meta description đó, không bị duplicate tiêu đề. Vậy ba cái tham số này chúng ta lấy cái key đấy, chúng ta đẩy vào phần title của nó, view page title này. Hai cái key nữa là meta keyword, chúng ta vào các cái trang mà chúng ta nhìn thấy, ví dụ như là VN Express chẳng hạn, hoặc là trang của mình đi, tdu.com.vn. Bạn nhìn thấy là cái nó sẽ có meta keyword và meta description đây, thì các bạn sẽ gắn hai cái này chính là bằng hai cái nội dung view path chấm meta keyword, đúng cái key mà chúng ta gắn là các trang con như thế nào thì ở bên ngoài sẽ như thế, meta keyword và meta description. OK. Tất cả các trang con chúng ta đều nên set ba cái key này. Đối với index cũng vậy, à đối với product thì như thế này. Đối với phần sau này các cái trang về 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 contact thì chúng ta cũng phải set là liên hệ. Đối với meta description và meta keyword chúng ta cũng phải set. Không set chuẩn như thế thì cũng phải có một cái thông tin rõ ràng, ví dụ như là liên hệ. Chúng ta có thông tin liên hệ của Tdu Shop đó, ví dụ như vậy thì nó sẽ khi mà cái trang về index nó sẽ hiển thị ra thông tin liên hệ này, và chúng ta có thể cho một cái thông tin liên hệ ở trên cái modal. Tiếp theo các cái trang giới thiệu, ví dụ như trang về page này, chúng ta cũng có cái tên của nó, ở đây có name thôi, chúng ta có thêm kể cả thêm có thêm các cái keyword của meta description, chúng ta có thể là modal chấm name này, hoặc là đây là các thông tin mô tả. Chúng ta có thể lấy luôn cái
đó. Chúng ta cái trang này chúng ta có thể thêm meta description, tức là miễn là sao là tất cả các trang mà chúng ta có thì chúng ta đều phải có cái thông tin meta description title. Ở đây có một chấm name viewpage chấm meta keyword sẽ bằng model chấm meta keyword meta description đó. Thông tin này các bạn luôn luôn phải set. Lead by tag cũng vậy, lead by tag thì chúng ta có title rồi, bây giờ chúng ta có meta description đó, chúng ta cũng có phần index giống cái phần của category, chúng ta cũng có một cái page index và chúng ta có page index bằng 1 thì chỉ hiển thị như vậy thôi, còn nếu mà không phải bằng 1 thì sẽ là một cái kết quả tìm kiếm cộng trang page index đó. Chỗ này chúng ta phải hỏi chấm này, nếu mà tag name bằng bằng 1. Ok, cái này cũng tương tự, cái search này thì cũng tương tự kết quả tìm kiếm meta keyword và meta description. Các cái trang thì các trang khác mà các bạn làm thì tương tự, bạn gán ở trong trang con và bên ngoài thì các bạn chỉ việc hướng layout này nó sẽ tự gán vào. Còn cái trang chủ thì chúng ta lại không có cái gì, cho nên là trang chủ thì chúng ta phải gán từ controller, từ config. Vậy chúng ta sẽ có một cái view page chấm à chúng ta có một cái home view model, nó có một cái model này chấm, ở đây chúng ta sẽ gắn thêm một cái nữa là meta keyword và model chấm, ở đây là meta model chấm title ba meta keyword. Quan trọng nhất là cái phần trang chủ này chúng ta phải làm meta description. Ba tham số này chúng ta phải gắn nó vào trong cái đây public title string title public meta keyword. Cái này ba cái này chúng ta sẽ lấy ở trong config meta description. Đó, thì ba cái tham số này chúng ta sẽ lấy ở trong ba cái. Vậy để go to controller để mà chúng ta đọc ra chỗ này trước khi mà gắn về view của chúng ta sẽ phải đọc từ trong cái config ra. Vậy config ở đây chúng ta phải init cái giá trị cho nó. Thì ở trong phần data migration config này chúng ta tạo mới một cái hàm này create config title, truyền vào cái table source db context. Ở đây chúng ta nếu cái thằng context chấm system config mà chấm chấm cao à chấm any cái thằng code bằng cái home title, tức là có bất cứ một thằng phần tử nào mà có cái code là home title thì chúng ta sẽ, tức là không có thằng nào thì bắt đầu chúng ta sẽ thêm context chấm system config chấm add new một cái system config code sẽ bằng home title value string sẽ bằng
Tedu Shop, trang chủ Tedu Shop. Đó, ví dụ vậy. ID là tự tăng rồi. Ta xem ID có phải tự tăng không? ID là key không tự tăng, nó được. Chúng ta xem ở trong cái phần design của nó. Khả năng cái này là mình một à vẫn ID vẫn là tự tăng. In là key là nó sẽ tự tăng. Ở đây chúng ta không cần phải khai báo cái, chúng ta có ba cái key home keyword, meta keyword và home meta description. Code này meta description, ok, ba cái này là giá trị chúng ta sẽ tạo mới ở trong cái khi mà chúng ta create, chúng ta update cái database. Và ở ngoài này thì chúng ta sẽ chỉ việc get ra ba key đấy và title bằng. Ở đây chúng ta có một cái, chúng ta phải làm một cái service. Ở trong common service này chúng ta phải sẽ gọi đến cái iconfig system config repository. Cái này mà các bạn làm một cái phần thêm sửa sửa xóa thì các bạn mới làm một cái repository, một cái service riêng. Mình thì mình không, mình sẽ không làm cái đấy. Ở đây mình sẽ chỉ cần làm một cái phương thức để trả về cái system config, get system config truyền vào cái code. Ở đây chúng ta return ra cái system config.file get single by condition code bằng code truyền vào. Đó. Ở đây chúng ta có common service rồi, chúng ta chỉ việc common service.get system config. Common cái constant này chúng ta thêm ba cái key nữa, ta không fix hard code mà chúng ta sẽ là home title, home chúng ta lấy cái key y hệt như cái key mà chúng ta home meta keyword và home meta description. Cái code này mới chuẩn. Common constant. Chấm home title. Chấm value string. Lấy ra được ba cái. Home meta keyword này. Home meta description. Ba cái này chúng ta có, chúng ta gắn luôn vào cái home view model này. Chấm title. Meta keyword và meta description. Ở đây chúng ta nên try get lại để nó không bị lỗi liên quan đến không return, không làm gì cả. Sau đó chúng ta sẽ gắn về cái view này và trả về. Bây giờ chúng ta sẽ phải ở trong bảng system config nó chưa có cái giá trị nào. Chúng ta sẽ phải update DB để nó vào.
các cái giá trị các bạn cần config, không thông của config và DB thì các bạn đều phải qua cái sheet hết, update database, không làm gì cả thì tự động nó chỉ chạy cái update sheet thôi. Đây, running sheet method, và chúng ta em đăng lại thì có ba cái tham số này, và chúng ta chạy thử. Đây, trang chủ tên shop, xem nguồn trang đây, ba cái giá trị. Khi chúng ta vào phần nước hoa, chúng ta nhìn thấy là nó có cái nước hoa ở đây, nguồn trang meta description đây nó cũng có. Khi vào phần nước hoa Pháp, meta description với meta title nó cũng tự nhận. Đó chính là cái cách mà chúng ta dùng để tối ưu. Vậy tiếp theo là khi mà vào trang chủ này, các bạn nên để chia sẻ mạng xã hội và có cái tag sản phẩm ở đây. Cái tag sản phẩm này giúp cho bạn tạo liên kết nội bộ giữa các cái trang ở trong, và các bạn nhìn thấy nó có nhiều cái tag mà nó sẽ chứa từ khóa mà cần thiết cho việc SEO. Các trang nội dung nên có Facebook được dẫn URL thân thiện. Các bạn nhìn thấy là các bạn rewrite URL như thế này thì trên URL nó cũng đã có cái từ khóa nước hoa Pháp rồi. Và từ khóa của các bạn thì đều nằm ở trên cái URL này, trên này nó cũng rất là có lợi. Các bạn áp dụng cái rewrite URL. Tiếp theo là cái website, khi mà có các bài viết và các cái text mà dẫn link ra ngoài thì các bạn nên để cái link đấy là no follow, tức là cái A này nó có một cái thẻ là rep no follow, tức là khi mà spider nó vào cái link đấy thì nó có một cái chỉ dẫn rep no follow, nó sẽ không cho cái link, không cho con spider đi ra ngoài, nó chỉ nội bộ trong cái trang này thôi. Nếu nếu có một nhúng một cái link ngoài thì lập tức là nó sẽ bị out mất cái rank này ra ngoài, cho cái link dẫn đến, cho cái trang mà được dẫn đến cái thông qua cái link đấy thì đó là no follow. Các bạn có thể chèn khi mà các bạn không muốn cho spider ra ngoài thì trong cái bài viết SEO các bạn sẽ cho thuộc tính này vào cái link. Hạn chế sử dụng Ajax đối với các trang cần index. Ví dụ các trang này khi mà các bạn không dùng Ajax thì load ra một cái thì HTML được gen. Thế nhưng các bạn nếu dùng Ajax thì có thể là Ajax nó chạy bất đồng bộ. Thì các bạn load ra rồi nhưng mà HTML thì nó phải gen từ JavaScript, cho nên là nhiều khi JavaScript nó sẽ chạy chậm hơn và nó có khi nó biên dịch nó sẽ không gen ra HTML đúng theo cái HTML chuẩn, cho nên là nó cái spider nó sẽ không nhận được, spider nó không nhận, không nhìn được ngay chúng ta mà nó chỉ nhìn được cái phần suộc. Thì nếu mà JavaScript thì nó sẽ không gen được ra HTML, mà HTML nó sẽ là ở gen dưới dạng động, trên là nó sẽ không, nó hạn chế phần sử dụng bên ngoài. Đó chính là lý do vì sao mà để hỗ trợ tốt cho SEO thì bên ngoài mình không dùng AngularJS mà dùng thuần MVC. Tốc độ load của website cần được đảm bảo, các site tốt nhất là load càng nhanh càng tốt, nhưng mà dưới được chấp nhận dưới 3 giây. Nếu lâu quá thì người dùng cũng bỏ đi và cái spider nó đánh giá thấp. Một cái nữa là các bạn khi mà người dùng search trên mobile thì được cái trang web nào được đánh giá là mobile friendly, tức là hỗ trợ responsive, thì các từ khóa nó sẽ được ưu tiên hiển thị ở trên search trên thiết bị mobile. Nên có sitemap và breadcrumb. Ở trong cái template này thì không có, bạn có thể thêm, nhưng sitemap của nó thì nó là một cái trang mà chỉ dẫn. Ở đây chúng ta có cái tool là generate sitemap online. Khi chúng ta gõ cái địa chỉ của trang web vào đây thì nó sẽ gen cho chúng ta một cái sitemap, nó tìm tất cả các link. Chúng ta một là chúng ta có thể tự tạo một cái trang để gen sitemap apply dạng XML, hoặc là chúng ta dùng cái tool này thì nó chỉ limit, nếu mà free thì nó limit khoảng 500 link thôi. Đây, nó quét tất cả các link và nó sinh ra một cái file sitemap. Thì lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái file sitemap đấy. Chúng ta có thể cho gen mẫu ở trên file của chúng ta, ở trên cái website của chúng ta, và chúng ta
có thể tự làm một cái file XML đấy bằng CSAP. Đây là cái broadcom, tức là nó có một cái đường dẫn từ trang chủ đến trang con, thì đó là broadcom để nó giúp cho việc điều hướng qua lại giữa các trang tốt hơn. Mục đích cuối cùng vẫn là tạo link nội bộ giữa các trang ở trong website, tối hóa file robot. Thì file robot các bạn có thể tìm hiểu cách tạo file robot.txt ở trên mạng có rất là nhiều. File này các bạn khi mà tạo xong các bạn cũng có thể ở đây nó có ở đây các bạn có thể disable cái một số các cái file đi. Nó sẽ sinh ra một file robot.txt như thế này và các bạn sẽ download file về và upload cái thư mục root của cái website đấy. Sitemap các bạn cũng upload lên, các bạn nhìn thấy sitemap của cái kia để download sitemap về này. Sau đó các bạn đây, sitemap của nó có danh sách các cái URL, nó một file XML. Các bạn có thể dùng CSAP để tạo ra XML ở đây. Cái này có thể là các bạn sẽ tìm hiểu về cái file robot TT rồi, các bạn tìm hiểu về file sitemap.xml create structure thì nó sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách để tạo ra một cái file URL chuẩn. Nó có tập các URL, có tiêu đề, có ngày sửa, ngày update thường xuyên, monthly hay weekly, độ ưu tiên cái các link đó. Các bạn có thể tìm hiểu rất nhiều cái về thông tin này nếu các bạn cần thiết phải tối ưu về SEO. Khai báo cái trang web với công cụ quản lý Google thì thông thường các bạn có Google Webmaster Tool. Mình đã quản lý cái tedu.com.vn ở đây và khi mình tạo thì mình cũng upload cả các cái sitemap lên để cho Google nó có thể nhận được nhanh, đánh giá nhanh cái trang của mình. Chỗ này có cái trang, có cái phần sub trên setting rồi Google Index Crawl, chúng ta có test robot.txt xem nó có robot chưa, rồi chúng ta có thể cập nhật cái sitemap. Khi mà chúng ta add sitemap vào đây thì sitemap của chúng ta gõ cái tên của file sitemap đây, submit một cái nó sẽ crawl, giúp cho việc crawl Google crawl link của chúng ta nhanh hơn khi một website mới đẩy lên. Để đảm bảo tốc độ của trang web thì chúng ta có một kỹ thuật để tối ưu cái resource load của chúng ta là tất cả các CSS chúng ta gom lại thành một file, tất cả các JavaScript chúng ta cũng gom lại thành một file. Như vậy thì nó sẽ giảm cái thời gian load và giảm cái băng thông giữa client và server. Thì cái cơ chế bundler gọi ở trong này chúng ta học hôm nay học luôn về cái bundler, tức là gồm tối ưu hóa. Chúng ta có file bundler config ở trong cái app start. Bundler config này chúng ta có cái lớp có tên là bundler config và một cái phương thức status là getter bundler truyền vào cái bundler collection. Cách chúng ta làm như sau. Chúng ta có bundler .s, chúng ta có lưu một cái, nếu mà gộp JavaScript chúng ta có script bundler, cái alias ra cái virtual path, tức là cái đường dẫn ảo sau khi mà chúng ta đã gộp lại thì nó sẽ là ví dụ như là cs core. Chúng ta có include chúng ta có thể chỉ ra các cái file ở trong cái include này mà chúng ta muốn gộp lại. Sau khi gộp lại thì nó sẽ thành đường dẫn ảo như thế này. Include thì chúng ta không có cái để chúng ta sẽ include, chúng ta sẽ liệt kê từng file một. Ở đây chúng ta có phần share layout này, chúng ta có các cái file script, có min jQuery này, cách nhau bằng dấu phẩy, tất cả các file cách nhau bằng dấu phẩy.
jQuery min, sau đến jQuery UI. Sau đó đến merge task. Đến numeral. Đến jQuery validate. Rồi cuối cùng là đến file common.js. Chúng ta tập hợp tất cả các cái file mà chúng ta muốn gộp lại thành một. Đó. Ra cái đường dẫn chính này. Khi chúng ta include vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bundle table chấm enable optimization bằng chu, thì nó sẽ gộp tất cả lại thành một cái file js core. Ở đây chúng ta thử comment tất cả đoạn này lại, sau đó chúng ta nhúng duy nhất, chúng ta nhúng duy nhất một cái file, một file thôi, đó là nhúng cái js core mà chúng ta vừa mới chúng ta có style chấm render, cái đường dẫn của chúng ta có js. Đúng theo cái đường dẫn mà chúng ta vừa mới nhúng à, vừa mới gộp vào đây, để chúng ta sẽ xem là nó kết quả nó như thế nào. Nếu mà nó không lỗi gì mà nó truy cập được JavaScript thì chúng ta đã bundle thành công. Ở đây nó bị lỗi do chúng ta bị thiếu, bị sai cái render này được sao làm trực tiếp trên server jQuery not defined. Chúng ta có mô slider xem nguồn trang. Ở đây nó đã nhúng lại thành một cái core riêng. Đây, thành một cái file gộp lại tất cả cái thư viện đấy. Và sau đó thì mình nhúng cái phần liên quan đến cái khác. Ở đây nó báo là jQuery not defined. Chúng ta bị nhầm chỗ này, sẽ là chỗ này phải là script chấm render thì mới đúng. Vẫn bị lỗi. Để xem nó gen ra cái gì ở chỗ này. Script. Ở đây chúng ta có một cái lỗi là chúng ta gộp cái jQuery vào. Bây giờ chúng ta sẽ tách cái jQuery ra
thành một cái bundle riêng, riêng chỉ có jQuery thôi. Chỗ này tên của nó là JS jQuery. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái là jQuery, jQuery và plugin. Chỗ này chúng ta sẽ script render ra jQuery này, và cái thứ hai là render ra plugin. Đó, chúng ta sẽ chạy thử. Rồi chúng ta nhìn thấy là cái lượng JavaScript chúng ta lấy về nó chỉ có đúng một file, đúng hai file, đó là jQuery. Cái này mỗi lần mà chúng ta thay đổi cái file nào thì nó sẽ tự động nó đổi cái phần v tham số này, cái hard code này, cho nên là chúng ta không bị cache ở trên client nữa. Đó, các code mà chúng ta làm nó cũng sẽ được nén lại và mã hóa như thế này. Đó chính là một trong những cách để cái này là một cái plugin, nó để trong plugin và nó không được, nó bị lỗi, bây giờ vẫn phải tách ra. Chúng ta sẽ xóa cái thằng jQuery này đi, ở trên có rồi. Đó, không có lỗi gì nữa, và chúng ta là tối ưu được cái thằng jQuery. Bây giờ đến cái thằng CSS. CSS thì chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta cũng có cái banner.s new, một cái style banner js, à, cái CSS bay, và cái này nó sẽ include các cái đường dẫn mà chúng ta cần phải gộp. Ở trên này có Bootstrap này, Bootstrap firmware, jQuery UI, style.css, custom.css để chuyển sang gộp lại, và một cái cuối cùng. Vậy hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhúng nó vào comment cái đoạn này lại. Ở trong này bị chứa comment cho nên là Ctrl KC nó không comment được. Trong này chúng ta có script style chấm render đúng một cái đường dẫn là CSS bay. Ok, giờ chúng ta sẽ chạy. Nếu mà nó không chết thì là đúng. Bạn nhìn thấy là ảnh của nó bị lỗi. Như vậy thì có nghĩa là cái này nó chuyển sang một cái đường dẫn mới, cho nên là ảnh nó sẽ bị không bắt được cái đường dẫn của
đường dẫn mới của này trên của cái image cho nên nó bị lỗi. Thì để fix cái vấn đề này thì chúng ta sẽ trong các cái hàm include chúng ta new một cái CSS URL transform, chúng ta new một cái cho mỗi một cái tham số thứ hai của cái hàm include là cái này. Để chạy thử. Đó. Không bị lỗi ảnh nữa. Và cái CSS của chúng ta đã được gộp lại tất cả thành một file. Như vậy thì nó rất là nhanh cho cái việc tải trang. Đó cũng là cơ chế để bundle gộp file trong CSS và JS ở trong jQuery. Các file trong MVC chúng ta có chức năng bundle. Ta vừa học thêm được một tính năng mới ở trong MVC. Và đây cũng là bài hướng dẫn cho các bạn cách tối ưu SEO thông qua 10 cái nguyên tắc này, các bạn có thể đọc để các bạn hiểu được cái cách làm của nó. Bài này chúng ta sẽ commit lên cái team Explorer nhánh số 50, nhánh số 60, 59 chúng ta không có code. Bài 60 bay trên bài 58. Bài này chúng ta chỉ có slide thôi.